Các công chứng viên cho biết phải trang bị rất nhiều máy móc soi chiếu như kính hiển vi chẳng hạn để tránh giấy tờ giả. Các công chứng viên phải qua một quy trình nghiêm ngặt với 5 bước liên tục. Đầu tiên là đi phôi. Sau phôi giấy thì mình chuyển sang là kiểm tra hình dấu. Nếu phôi đầy giả thì mình loại trừ ngay. Kiểm tra tiếp với lần thứ hai là kiểm tra hình dấu. Nếu hình dấu thật thì chúng ta tiếp tục kiểm tra chữ ký. Chữ ký thật thì chúng ta kiểm tra tẩy xóa sửa chữa. Và cái cuối cùng chúng ta kiểm tra hình ảnh, tức là mình thay đổi trang, thay đổi ảnh không. Bước thứ nhất quan trọng nhất, phôi giấy, tức là ấn phẩm dùng để in ấn các loại giấy tờ giả, là loại đặc biệt do nhà nước in, có đường vân chấm bi sắc nét như thế này. Khi phóng to lên, rất dễ so sánh với phôi giấy giả. Con dấu giả, chữ ký giả thường được in bằng máy, độ đậm nhạt rất đều hoặc đứt quãng bất thường. Con dấu thật được đóng bằng mộc in, chữ ký tươi có đặc điểm dễ nhận biết, có thể chỗ đậm chỗ nhạt tùy người ký và đóng dấu, nhưng khi đưa lên kính hiển vi cũng rất dễ phân biệt. Các bước cuối cùng là dấu vết tẩy xóa, thay đổi ảnh thẻ, càng dễ phân biệt khi phóng to lên. Đối với một số loại giấy tờ giả phổ biến nhất như sổ hồng, theo luật sư Nguyễn Hồng Lâm, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, có hai cách đơn giản có thể phân biệt bằng mắt thường. Trang 1 sổ hồng luôn có số sổ nằm ở phần bên dưới, phía tay phải. Sổ thật, số được in trên nền quốc huy in nổi, sờ vào sẽ cảm nhận được. Sổ giả thì in trên nền chìm. Trang 4 sổ có mã vạch. Sổ thật, mã vạch được in theo nguyên tắc là mã xã, phường, mã năm cấp, số thứ tự. Các số liền nhau và không cách hàng. Số giả thì không theo nguyên tắc này. Tuy nhiên, quan trọng nhất là người dân cần lưu ý với những giao dịch bất thường. Nhìn vào bản chất quan hệ giao dịch để đề cao cảnh giác. Nếu thấy nghi ngờ, cần đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để kiểm tra. Nên đến những cái cơ quan cấp giấy, ví dụ như là Sở Tài nguyên Môi trường, thành phố mình, rồi văn phòng đăng ký đất thành phố, hệ thống các chi nhánh, rồi ủy ban nhân dân các quận huyện, thì nơi đó là nơi tốt nhất, tại nơi đó là nơi cấp giấy thì người ta mới trích lục những hồ sơ lưu để tìm cái nguồn rồi mới chính xác nhất là hồ sơ thật hay giả.